Và chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ chơi một cái mod Granny mà có lẽ là rất nhiều người bạn đã mong chờ rồi. Đó chính là Granny Recap, hay có thể nói là Granny cải tiến. Thì Granny là phần game này nó đã được ra mắt trên PC từ rất là lâu, và đến tận bây giờ thì nó cuối cùng nó ra trên mobile. Thì nó cũng ra từ ngày hôm qua thôi, mấy bạn mà không nói thì mình cũng chả biết luôn. Giờ ta vào thử xem là Granny cải tiến này có gì mới nhá. Uầy, các bạn mọi người thấy không? Animation nó rất là đẹp luôn ấy, nó rất là hay. Chuyển động y như biển hệt PC luôn. Chọn chế độ là nhỉ? Impossible luôn ấy. Nhiều thời. Vì đây là lần đầu tiên mình chơi nên là mình sẽ chơi chế độ dễ thôi vậy. Cái gì đây? Trời ơi, cài đặt setting Grandpa cho ông ngoại cầm sắc quân luôn. Extra item là gì? Không hiểu. Christmas này, cho Christmas luôn. Giáng sinh cho nó vui. Bình hoa của bà này. Spider Mom luôn, ui rồi ôi. Granny luôn. Full mắc khó luôn. Ui xồi ôi. Tuyệt quá, tuyệt quá. Vậy đây là Granny Recap của chúng ta đây sao? Đồ họa vẫn vậy nhỉ? Đồ họa không gì khác biệt. Ông ngoại có súng, có thật là ông ngoại đâu có súng không nhỉ? Thường thường ông Sir Bon đây này. Hello. Ủa? Chứ ông ngoại không Sir Bon đây này. Một mảnh của ô tô. Để xem ván này mình sẽ thuận tiện, mình sẽ thoát bằng đường nào nhé. Nên nhưng mà mình thuận tiện đường nào thì mình sẽ thoát đường đấy. Giáng sinh đẹp đấy. Một mảnh của shotgun. Có vẻ rất là ngon. Ông ngoại ở ngoài vườn. Vậy là ông ngoại spawn ở ngoài vườn này. Lạ nhỉ. Quen phần kỳ. Ngon. Tuyệt quá rồi con gì. Thôi đầu game mà nhặt bởi hàng nóng thì hai ông bà niệm đi là vừa. Đầu game mà nhặt ngay hàng nóng thì ý. Còn gì tuyệt hơn. Chúc mừng Giáng sinh nha bà. Y cháu là chúc mừng năm mới. Rồi, mày xong rồi. Ui, thôi. Oni-chan. Thôi, ăn đi rồi. Núp. Ê, ở là gì nhau? Nè. Chạy. Wow, trời, nguy hiểm. Nói chung là trình độ né đạn của mình đẳng cấp rồi. Rồi, ta đã có nó, giờ ta sẽ trả thù mũi kiếp này. Ông già kia với giá bắn ai? Ông già kia rơi. Ông già. Định làm gì tôi? Lấy nó cái súng này, tịch thu luôn. Không cho dùng. Hai viên luôn nha. Nói chung là ông ngoại bình thường nó yếu rồi. Giờ ông ngoại có mất đi cây súng nữa thì thôi, ông ngoại thành phế vật luôn rồi. Bắn. Bùm. Chuẩn xác liền. Cây súng trong này. Súng shotgun trong này bắn lực cực nữa. Bà Granny đang ở đây. Đấy, số mấy đây? Số 1. Ok. Có gì không? Miếng thịt rồi, không cần. Bà Granny đi đây mà, bà Granny, bà đi đâu ấy? Đi đâu mà mụn vàng? Ui giời. Bà Granny với chúng tôi. Ok. Lấy cái tôi vít cái. Nói chung là chế độ dễ thì tao thoải mái rồi. Không có gì phải căng thẳng cả. Cú bắt Lucky, tuyệt vời luôn. Ông hay tỉnh dậy rồi. Mình cần lấy cái nó. Xem kiếm đồ nào. Thích ăn cho chim à. Cái này lại cũng chưa cần. Ra xem con chim nó coi cho mình cái gì nào. Bánh răng á. Cứ cầm thử nào.
có ai đó đang ở ngoài sân sau. Ra đây xem nào. Bình xăng à? Ui, 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 ui. Wow, chúng ta đã suýt chết mọi người ạ. Hay đấy. Hey, that's pretty good. Chút nữa là chúng ta ngoéo rồi mọi người. Giờ chúng ta sẽ lấy cái bình hoa này của ông ngoại. Giờ ta sẽ đáp bình hoa đây. Nói chung video này coi như là video trải nghiệm chế độ easy thôi. Cũng không có gì. Ô, có cái kìm này ngon. Nói chung là video này mình trải nghiệm thôi. Có gì video sau chúng ta sẽ phá đảo Extreme Impossible các kiểu nha. Giờ ngoài có súng trên là Impossible chắc là bắn nhanh lắm nhỉ. Chắc bắn mẹ xa hàng nghìn km. Rồi niệm. Ha ha. Hai bà không có tuổi với tui đâu. Cắt. Cắt. Ok. Lên trên lầu. Lên trên lầu khả năng cao mình sẽ có cái master key. Có gì không? Chìa khóa ô tô á. Ừ, chìa khóa ô tô có thể nó sẽ cho mình master key thì sao? Ơ, cho quả dưa hấu à? Đó. Cho chặt quả dưa hấu tí nhá. À, dẹp đi. Dưa hấu phê vật. Mình đoán kiểu sơ đồ này đó chính là chìa khóa master key khả năng cao ở chỗ con nhện. Đúng vậy. Nó bắt mình phải xuống đấy. Đây. Khó chịu thật. Không ngoại làm gì căng này. Xuống. Rồi. Cuối cùng ta vẫn phải đối mặt với con nhện đấy. Không có gì phải lo lắng cả. Rồi. Như thế phải dâm xe ke tôi đâu. Ủ. Con này cũng được trang trí Giáng sinh luôn nha mấy. Để rồi. Master key. Master key đi. Master key đâu? Đây rồi. Ủa. Sao con này trắng vậy? Con này mới bôi kem dưỡng da. Yeah. Tội. Rồi thoát khỏi đây thôi. Game quá là dễ. Hả? Ơ? Gì đây? Sao mình không thoát được? Hai người kia, hai người đã yểm bùa tôi đúng không? Ông đã yểm bùa tôi. Hả? Ủa sao mày không thoát được mọi người? Game lỗi à? Shut